À, nhiều thì bây giờ nhiều bác đi ngửi rồi đúng không? Ok thì mình đi tiếp phần này nhá. Thì em sẽ trả lời nốt một số cái lúc nãy mình đang còn dở dàng ấy. Thì lúc nãy là cái đầu tiên, à, đầu tiên là cái phần đơn giản nhất. Thì mình có nói là mình sử dụng theo cái chất chuột đấy. À, trên những ca rất rất đơn giản. Bệnh nhân trẻ con răng nó mềm, xương mềm, một kiểu di chuyển nó dễ. Thì bây giờ mình đi đến một vài ca khác nó gọi là nó nó sẽ khó hơn tí tí nhá. À, đây là một ca là bệnh nhân năm 17 tuổi. À, đi theo cái mức độ nó tăng dần lên. 17 tuổi thì nó không hẳn là à, nhiều tuổi lắm. Đấy, cái ca này lúc nãy mình có nói là mình mình bị mít cái cái ảnh ấy cho nên tuy nhiên mọi người nhìn đây mọi người thấy được này đấy, cái hàm dưới của bệnh nhân là răng khá là đều đúng không đấy, ổn rồi các bác điều trị khá là tốt rồi đấy, nó nó ổn hết rồi này đấy, thì cả mỗi cái là nó nó đang um, làm uh, chưa kín hết khoảng à, hàm dưới thôi đấy, thứ hai nữa là phía trên này thì còn một cái khe giữa cái vùng răng hàm nhỏ đã đã nhổ này là mình thấy là có cam vít đấy các bác có cam vít ở vùng uh, vùng uh, răng năm và sáu để kéo các răng phía trước về sau đây, đây, là xem phim Cephalomatic đó thì tên phim này mình như mình có nói để mình nhận thấy là ở bệnh nhân này đang có hô này tuy nhiên là vị trí kéo cái răng này đã cụp rồi và cái chân răng đang bị sát xương vỏ này cho nên tương tượng là hợp này mình kéo vào nữa thì à, theo mọi người sao như vậy mình kéo có hiệu quả không à, ok à, những vấn đề là à, mình như mình có nói một số cái vấn đề mà à, gọi là có tai biến động tỉnh nha của bác này bác kia thì mình không không tiện đề cập nên tuy nhiên là mình nói là những cái cách khắc phục tiếp theo thôi trong cái phần này mình sẽ không bàn đến việc là uh, các bác làm mà bị lỗi này bị lỗi kia nhé nó, nó hơi uh, hơi gọi là hơi tế nhị tí xíu đúng không ạ Ok không? các bác có đồng ý không ạ cho nên là mình sẽ chỉ nói phần mình đi tiếp theo nhé thường thường bệnh nhân đến với mình thì mới tư vấn như vậy tức là hiện tại mình khám thấy vấn đề này đó Ok và thứ hai là hướng giải quyết của mình tiếp theo như thế nào cho mình sẽ không uh, mình bởi vì mình thực tế là mình không biết được là uh, những cái vấn đề trước đó của bệnh nhân và bác sĩ trao đổi với nhau hoặc tình trạng trước đó của bệnh nhân như thế nào đó, tức là trước đó có thể là uh, mặc dù có thể là do quá trình uh, kéo chỉnh nhà nó bị tiêu chân này hạn này hoặc là do trước đó gì gì đó thì mình sẽ nói là uh, hiện tại mình chỉ khám thấy ở cái này có vấn đề gì có vấn đề gì sau là uh, khắc phục cách khắc phục của mình như thế nào thôi được không ạ các bác đồng ý cái như vậy không? được không ạ thì mình sẽ chia sẻ phần này tiếp nhé rồi ok thì trong cái ca này thì mình sẽ thấy là uh, chân răng nó đang bị uh, vướng như này thì đấy khó là khá là khó kéo như mình nói trong trường hợp chân đang sát xương vỏ hay gì đấy kéo nó bị khó cái thứ hai nữa là trong trường hợp như vậy là trong những trường hợp như vậy khi mà cái, cái răng hàm trên hàm dưới khá là sát nhau này thì mình không thể kéo lùi được cái hàm trên do đó cái phương án của mình đưa ra là mà kéo các răng ra phía trước nó kéo các răng răng hàm hàm trên ra phía trước như mình có nói là nếu một số bác sĩ lựa chọn cắm implant e thì nó không sai nhé đúng không hoặc là bác sĩ chọn làm cầu răng thì nó không sai vì thực tế là khi đây là mình đang điều trị tiếp mà đó đúng không? mình đã đóng khoảng này này thì dễ nhất là trường hợp này là à, phục hình răng thôi đó đúng không tuy nhiên trong trường hợp này mình có nói vì vài lý do tế nhị cho nên mình không thể tự nhiên nếu mình làm phục hình răng này do nguyên nhân do bác sĩ trước nhổ răng này nó không đúng như hạn hoặc kéo không được gì đó thì nó không được khai lắm đó, trong trường hợp này mình quyết định là mình sẽ là ở tháo mấy cái vít này và mình chuyển ra bên trước để à, để kéo các răng này vào trước hoặc có thể làm sao đó để kéo được các răng hàm là trước nhé đó là trong trường hợp này là mình sử dụng đẹp cơ chế dây trượt chưa dây trượt trên dây cũng thẳng Tuy nhiên là cơ chế trượt này hơi khác cái lúc này một chút xíu. Đây mọi người nhìn cái phần dây cung này có gì khác không ạ? Đấy, thứ hai là đây có cái gì khác so với cái ca lúc nãy không ạ? Đây cái, cái ca này là qua hồi um, hồi tháng 11 tháng 12 gì đó, hồi năm 2023. Đó, tuy nhiên là sau đây mình kéo đây ạ. Đây mọi người có thể thấy gì khác so lúc nãy không? À, cũng dùng cơ chế trượt nhá. Nhưng mà có gì khác không ạ? cái có gì khác không Có bác nào để ý cái gì khác không? Đây mình nhìn thấy hầm dưới nó rất ok đấy đúng không? Nó tương đối đều từ cái phẳng này đâu ạ. mình vẫn dùng bộ mã cài cũ nhé. Trong trường hợp mà không dùng được các kiểu thì mình mới thay cho bệnh nhân thôi. Có bác nào để ý có gì khác không? Bác nào thấy à? Rồi, ok cảm ơn anh Tiến. Đó, có chỉ thép buộc khối đúng không? Rồi đây là một cái rút kinh nghiệm từ ca lúc nãy. Thực ra thông thường khi mình làm trên lâm sàng ấy thì mình có chia sẻ rất là nhiều chị. Rồi, mình có nói là bao giờ khi mình làm điều cái răng nên buộc khối lại nên buộc khối nhé. À, cho nên là có khi là cả một số trường hợp là mình quên chỉ định, định này hoặc các bạn quên buộc ấy, tức là có chỉ định là hồ sơ nhưng các bạn quên làm ấy thì mình nhìn thấy ngay là mấy đăng cửa nó bị thừa. Tất nhiên sau này mình làm lại được, đó nhưng mà nó hơi mất thời gian, nó hơi mất công sức. Cho nên thông thường à, khi mình làm điều là phản xong rồi, được cái nào rồi mình giữ nguyên được kết quả như vậy. Đó. Rồi ok, không thấy nâng khớp rồi, cảm ơn bác. Rồi, ở đây là một cái khác, cái thứ hai không nâng khớp đúng không ạ? Rồi ok. À, lý do cái này là vẫn đang đang kéo chạy được này thứ ba nữa mọi người nhìn thấy dây cung này cái dây này là dây màu khác này nó mọi người thấy nhìn thấy nó đen đen hơn tối tối hơn cái dây lúc nãy mình thấy sáng hơn à, nó khác nha tức là trong trường hợp này mình dùng dây ss em người nhìn thấy đâu đây dây ss này và có răng bảy đấy cái bệnh nhân này vẫn được gắn mắc cài răng bảy rồi nhá thì ok bác sĩ trước đã gắn mắc cài hết tất cả các răng rồi thì mình vẫn dùng nguyên bộ mắc cài đấy thôi từ trường hợp nó bị bong hay gì gì đó thì mình thay mắc cài thôi để cho bệnh nhân dễ chịu hơn thứ hai là đôi khi mình nói hơn mình hơi lười gắn lại mắc cài nó mất nhiều thời gian mất nhiều công sức đó cho nên mình vẫn tận dụng những cái này này, từ khi mà không dùng được gì đó thôi thì mình mới thay rồi. Mình hay thích là sửa chữa, nên mình không thích là thay mới. Đó, vẫn dùng được nhá. Thứ hai trên những cái trường hợp này, một là mọi người thấy buộc khối này, thứ hai là có kéo cái cái, cái này trên cái dây cung cứng nhá là dây đen. Đó, tuy nhiên trường hợp này mình kéo đằng năm trước nha mình không kéo cả khối đâu. Còn nếu ban đầu các bác để này, các bác kéo cả khối này hơi vất vả. Ngoài ra trường hợp này mình tháo cái vít ra rồi, mọi người nhìn thấy hai bên ảnh này không có vít này. Còn trước đó là có vít nhá, tức cái hình này là có vít này đây bệnh nhân ban đầu là có vít đây ạ đấy mình phải tháo vít ra thì cái răng nó chạy dễ hơn tất nhiên cái vít ngoài chân răng thì không ảnh hưởng gì nhiều nhưng thôi mình tháo ra không dùng nữa mình tháo ra đó trong trường hợp này mình kéo răng năm trước và sau đó mình kéo răng sáu sau thứ nhất trong trường hợp này khi mình dùng cái răng một hai ba này kéo cả khối này thì kéo răng năm trước thì cái khả năng cao răng năm này nó chạy đấy mình tạo đường trượt thôi thứ hai ca này muốn chạy tốt hơn mà có thể nâng khớp nha nâng khớp nhưng nâng khớp vùng là sáu bảy này để kéo răng năm sau đó cái, cái phương án của mình là khi mình kéo đang năm về trước rồi ok vẫn ok kéo đang sáu đang sáu chạy tốt thì mình vẫn dùng cơ chế đó để mình kéo đang sáu còn nếu không tốt chuyển sang cầm viết phía trước này để kéo tiếp đang sáu nhưng khi mình cầm viết phía trước từ giữa đang hai ba mình có nói là đang hai ba nó hay bị qua đang nhanh này, này nó hay bị tì vào lợi ở vị trí đang này này do đó là nếu khi đó mình chọn kéo đang năm trước và sau đó mình cầm viết giữa kẽ đang 3, đang năm và kéo tiếp đang sáu nhé đó là cách của mình phương án điều trị của mình và mình có trao đổi lại với bệnh nhân như vậy rồi, Ok, bệnh nhân đồng ý, người nhà bệnh nhân đồng, okay thế đó mình làm tiếp vào ăn như vậy nhá rồi à, đây là kéo thứ hai nữa là khi mình kéo này mình không sợ nó đi vào trong đâu Bởi vì lý do mình dùng răng một hai ba kéo mỗi năm này thì khả năng cao là năm sẽ chạy nhiều hơn đâu ạ thứ hai nữa là khối răng cửa trên là nó mới chạy này nó sẽ bị vướng răng cửa dưới đây lý do tại sao là khi bệnh nhân này được kéo khối răng trước vào nó không vào cho nên đây là một cách để mình tăng neo chặn nhé cho nên mình dùng mấy cái răng này kéo răng năm chạy vẫn rất là tốt nó ra hình ảnh tiếp theo này đến đây tháng ok ok cái này chị mất rồi rồi ok đây ạ à. khi mọi người nhìn thấy này đây mình vẫn kéo cơ chế trượt đấy mọi sau khi mình kéo đằng năm về tương đối mình bắt đầu kéo đằng sáu đấy mọi bên này vẫn đang kéo đằng năm nhá cho bên này nó khó kéo hơn chút xíu này đó không phải bên nào cũng giống nhau cái ảnh này do chưa lật thôi nó bị lỗi chút xíu là chưa lật đây là khi một bên mình đang kéo thấy là bên này cũng một này kéo nó chạy rất là tốt này đấy, cái này do bị vướng xoang hàm nên tí nữa mà mình ấy lật lại tới bên cung một này bệnh nhân chạy khá là tốt này đó thì khi mình kéo đằng năm về được hết đây em ạ mọi người thấy đằng năm về sát đằng ba đây không mà ban đầu nó có khoảng trống lớn này đây, cái này này là chưa chưa lật nhá đó thì khi đó mình thấy kéo lại ok đó sau đây kéo đằng năm về hết thì bắt đầu kéo tiếp đằng sáu này thì vẫn dùng cơ chế trượt như vậy thôi thứ nhất là dây ss to hơn cứng hơn cho nên mọi người không thấy nó cuộn hoặc rất là ít bị cuộn thứ hai nữa là mình dùng cái cái cơ chế trượt đấy dây ss thì mặt sát thấp hơn nhé cho đó mình kéo ra là ok thôi cái này mình dùng chuẩn chuỗi kéo chút liên hàm nó chút chuỗi được nhé không vấn đề gì cả mấy em sao mình đảm bảo lực là được thôi đó và thông thường mình cho bệnh nhân đeo chút liên hàm thì một ngày thay một đến hai lần còn chút chuỗi thì khoảng tầm là 10 ngày đến hai tuần bệnh nhân qua thay một lần đó. còn trường hợp trước đây mình dùng một tháng tuy nhiên một tháng hay lực nó bị yếu sau một tháng lực còn một chút xíu thôi, nó không đáng kể không chạy răng nên mình hãy dẫn bệnh nhân khoảng hai tuần qua thay một lần đây cái này là từ ban đầu kéo đây là đúng không ạ khoảng tầm tháng 2 này đó. đến tháng 8 này mình thấy là cái răng năm mình vào hết rồi và tháng sáu cái bên cùng thực ra cùng một nhé nó vào gần hết đấy. cái ảnh này mình chưa lật này các bạn chụp mình để vậy luôn nên mình hơi chủ quan chút xíu đó từ cùng một nó vào gần hết này mọi người nhìn thấy nó khớp mũi tường nó tốt này, này. ban đầu bên này là loại loại loại, ba đúng không ạ loại ba đấy nhưng mà bây giờ nó về loại một đây để xem lại ảnh này ạ. ban đầu là loại ba tháng 6 dưới đây đấy. Đấy, sáu trên này đây là loại ba đúng không ạ nhưng sau khi mình kéo được 6 tháng này nó về gần loại một đấy ạ đây bên phải nhá còn bên trái này nó hơi khó bên trái thì nó vẫn là răng năm mới chạy một ít thôi còn răng sáu gần như nó nó chưa chạy gì cả đấy cái nguyên nhân đấy đây mọi người thấy là bên bên cung một này thì mình nhìn thấy cái phần xoang hàm này nó thấy là ở ừ, nó hơi hơi mờ mờ vào không nó không rõ ràng xoang hàm này do đó là khi đó mình kéo cái răng này vẫn rất là khá là tốt nha à, tuy nhiên bên này mọi người nhìn thấy đấy đây em ạ cái vật cung hai đây ạ đó cung hai là mọi người nhìn thấy xoang hàm rất là rõ đấy ạ? À, trường hợp bệnh nhân 17 tuổi vẫn ok vẫn kéo được nhưng phải chậm hơn rất là nhiều sau là bên cung 2 mình có nói ở à, kéo chậm hơn là chuyện bình thường, không vấn đề gì phải lo cả. Nhưng nó vẫn chạy nha. Đó. Nhưng mà chạy chậm hơn thôi, tốc độ chạy chậm hơn thôi và cái răng này phải kéo rất rất cẩn thận, rất từ 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 thôi. Với những trường hợp của mình khi mình làm như lúc nãy mình nói rồi, tuổi bệnh nhân là một yếu tố. À, bệnh nhân mà ít tuổi hơn, ok mình kéo rất là dễ. Nhưng bệnh nhân càng lớn tuổi kéo càng khó. Thứ hai mình chụp phim cephalometric như này, à, phim pano này mình nhìn thấy mật độ xương này mật độ xương càng cao kéo càng khó nhé À, đặc biệt chân đang sát trong hàm này cái trường hợp này kéo được nhưng mà hơi khó đây kéo theo cơ chế chuột đúng không cái này vẫn đang làm thôi, đang vẫn đang làm thôi. cái này mình dùng chun chuỗi hoặc chun lên hàm để được nhá, chun chuỗi hoặc chun lên hàm đều kéo được ạ. À. hoặc mọi người dùng lò xo cũng được. À. À, quan trọng nhất là nó tạo lực cho mình để cái răng mình nó chạy thôi. À, cái thông thường mình có nói, ví dụ đây chẳng hạn, mình kéo răng năm trước này, lực khoảng tầm là 100 trăm gram, khoảng 100 g nhé mọi người dùng chun 3,5 ông ấy chun lên hàm trên 3,5 ông còn chun chuối mình cái test lực khoảng 100 g là ok rồi sẽ kéo một răng đó thứ hai nữa là với răng hàm lớn thì mình có nói lúc nãy ấy, thì mình dùng một lực khoảng tầm từ 120 150 từ đường răng nhưng mà bao giờ tính mặt sát chút xíu là mình hay dùng khoảng 170 để chun 6 ông chun 6 OZ ấy 6 OZ thì chun 6 ông ấy thì nó dây dày hơn chút xíu để mình kéo nhé À, mình có thể kéo chung từ 36 3 à 6. Ở đây mọi người thấy là mình buộc khối này một khối từ đằng 3 bên này đằng ba bên kia và mình kéo chung từ đằng ba năm năm trước này sau đó khi đằng năm nó về đây rồi thì mình có thể tính phương án là ở ừ, kéo tiếp đằng 6 này không ạ nếu giả sử đằng 6 di chuyển tốt nha là vẫn kéo tiếp đằng sáu còn nếu giả sử mình kéo nó khó thì có thể phải dùng sử dụng vít bởi đôi khi mình kéo như vậy nguy cơ mấy cái khối đằng trước này cụp vào hơn này đây mọi người nhìn, nhìn đây là cái răng cửa mình nó vẫn như vậy nha Đấy, từ cái tháng 2 đến tháng 8 này răng cửa nó vẫn cục cụp như vậy thực ra nó có thay đổi nhưng không đáng kể thôi à, vì lý do là nó vẫn có cái neo của bốn răng cửa sáu răng cửa này thứ hai nữa là có cái khi đó là mình dùng cái răng cửa dưới nữa để chặn lại này cái răng cửa trên nó không vào nữa đây là một cái phương án tăng neo chặn đấy ngoài ra khi mà người muốn là chạy tốt hơn có thể nâng khớp để hở cái răng mình muốn kéo ra để nó chạy dễ hơn nhiều nhé đây, đây là một cái cái hình ảnh đến tháng 8 thôi cái ca này thì mình vẫn kéo tiếp thôi đây, mọi người thấy là cái khoảng trống của bên cung hai nó cũng giảm rồi này thì rằng nó vẫn chạy về nha. Còn nếu trong trường hợp nó bị cuộn, ví dụ trong trường hợp nó vướng cho hàm đây cuộn thì mọi người nhìn thấy là dây cung nó sẽ không thể thẳng vào phần này được. Còn mấy cái đăng cửa này mình vẫn để nguyên dây cung như vậy nhá. Cho nên là từ ban đầu đến đến sau này nó với dây cung nó vẫn như vậy nha. Còn chỗ đăng năm này, tức là khi là mình nhìn lại qua đăng năm sáu bảy đây ạ, thì dây cung mình vẫn thẳng, tức là vẫn chạy đều nha. Còn khi mà người thấy dây cung nó bị cong, tức là nó bị cuộn đấy à Còn dây cung mình vẫn đang thẳng, nó ok nó không có vấn đề gì cả. đó. Ờ, nếu chơi cung cong là nó hết bị cuộn rồi đây cái ca thứ hai à, tức là ca này mình có nói mình thay đổi một chút xíu tức là ở trên ca này thì mình dùng dây là dây uh, ZS to hơn cứng hơn để mình kéo à, Mà và kéo từng răng nha kéo ra phía trước Và dùng các răng cửa để giữ rồi đó là một ca ca thứ hai đó ạ ca thứ hai này mình đã làm thôi Đấy, chưa xong nhá đây, bệnh nhân này bệnh nhân uh, thỉnh thoảng mấy tháng bệnh nhân mới qua một lần ấy. bệnh nhân cũng không qua nhiều đợt vừa rồi mất mấy tháng ấy, bệnh nhân mới qua do một là mình uống lượng bệnh nhân cũng khá là đông cho nên mình thường thường mình không nhớ hết bệnh nhân. thứ hai lịch hẹn bệnh nhân của mình thì thường các bạn để tân các bạn xếp lịch rồi nên mình không thể mình hẹn bạn này là hôm nào đến bạn kia hôm nào đến. có bệnh nhân của mình mà khoảng tầm nửa nửa năm gì đó, bệnh nhân bị là bị bệnh có bệnh nhân đi mổ mấy các kiểu này, có bệnh nhân bị lý uh, do đi nước ngoài kiểu gì đó, các bệnh nhân không qua được ấy nhưng mình không 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 nhớ hết đấy. bệnh nhân này cũng hơi hơi lâu chút xíu là một phần là do lâu rồi bệnh nhân mới qua, thứ hai nữa, nó hơi vướng. À, kéo chuỗi như thế nào để để đỡ cuộn ạ à? thực ra đỡ cuộn mình có nói rồi mình kiểm soát lực thôi chứ không phải lý do là chun chuỗi hay chun liên hàm nhé cái đấy nó chỉ là phương tiện tạo lực cho mình thôi và giống như các bác có nói là đi ô tô đi xe máy đi máy bay gì cũng được miễn sao nó đến đích nó chỉ là phương tiện tạo lực cho mình thôi còn đỡ cuộn thì mình phải dùng cái to cứng Thì cũng to hơn cứng hơn kiểm soát di chuyển răng tức răng của mình không bị vướng cản gì cả, cả. sát thấp này nó không bị vướng các răng khác đó và lực vừa phải thôi đừng lực mạnh quá nếu mình dùng lực mạnh, tên dây cung yếu hơn, lực của cái, cái cái dây cung của mình ấy không đủ để bù trừ cho lực mình kéo thì chắc chắn nó răng mình nó bị nghiêng, nó bị cuộn rồi. cái này không liên quan bất tần ở trong đâu ạ. bất tần ở trong thì cũng được nhưng mà để tránh nó răng nó bị xoay này thôi chứ nó không liên quan gì đến việc cuộn đâu ạ. À, tí nữa mình có một số ca mình cho mọi người xem tại sao nó đã bất tần trong bị cuộn hay không bị cuộn, nó không liên quan nhé. rồi một bạn hồ điệp có hỏi là ca uh, nhổ răng 4 xe răng 3 không cắm viết ngoài chân răng được không cái này không liên quan nhỉ uh, được ạ bạn có thể hoàn toàn cắm viết phía mặt trong được ạ à. Uh, không mình vẫn dùng uh, cái viết mặt trong như bình thường nhé mình không có thấy là uh, bị ok bị 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 uh, bị bong gì đâu ạ uh, vít viết mình dùng vít lên trên răng đường kính 1.4 đến 1.6 mm thì hôm nay mình có chia sẻ rồi đây là ca thứ hai nhé tức là mình uh, mình có nói là uh, bổ sung thêm mấy gái một là dùng buộc khối này thứ hai là dùng dây cung to cứng thì à, khi đó mình di chuyển đang hàm rất là ok nhé à, tuy nhiên hơi khó một chút xíu là cái phía bên trái nó bị...